động sản, đất nền du lịch thắng 100%, không phải ai cũng biết. Lựa chọn khu vực đầu tư để khai thác du lịch thì chắc chắn nơi đó phải đón khách du lịch được 4 mùa quanh năm. Càng nhiều lý do để khách hàng tới đó nghỉ dưỡng, lưu trú càng lâu càng tốt. Ý tôi ở đây là có đầy đủ cao tốc và sân bay. Cao tốc giúp liên kết khu vực du lịch với các thành phố lớn, nơi có đông dân cư, nhu cầu du lịch cao. Sân bay nội địa thì cũng ổn, tuy nhiên nếu mà được sân bay quốc tế thì quá tuyệt vời. Khách hàng nước ngoài đến, nghỉ dưỡng, trải nghiệm, mang lại nguồn thu vô cùng lớn. Đi lại thuận tiện, ít tốn thời gian là một yếu tố vô cùng quan trọng giúp tăng lượng khách du lịch của cả một khu vực. Càng nhiều người tới để tiêu tiền thì càng tuyệt vời. Thông thường để có được lợi nhuận cao nhất, các nhà đầu tư thường đón những đợt sóng hạ tầng này vào thời điểm nó chuẩn bị làm hoặc là sắp làm xong. Quý vị hiểu ý tôi mà, đúng không? Vùng du lịch nào có sự góp mặt của càng nhiều các chủ đầu tư lớn thì chứng tỏ tiềm năng du lịch của khu vực đó là tiềm năng thực. Họ tới để giúp địa phương khai phá tiềm năng du lịch và chúng ta là người hưởng lợi. Đơn giản vậy thôi. Lấy ví dụ tại Sapa, tập đoàn Sun Group đã giúp rất nhiều các nhà đầu tư đất nền kiếm lợi vô cùng lớn ở trung tâm và vùng ven Sapa nhờ hạ tầng của tập đoàn này phát triển tại khu vực. Đất nền du lịch về bản chất là đất trong dân, không giống như đất dự án đã có quy hoạch 1/500 chi tiết. Việc nghiên cứu đầu tư một miếng đất làm khách sạn, nhà nghỉ hoặc homestay chúng ta phải xác nhận, phải check qua đầy đủ tất cả các quy hoạch sau, ví dụ như quy hoạch, kế hoạch mục đích sử dụng đất, quy hoạch hạ tầng giao thông, vân vân. Nếu chủ quan ở bước này thì có thể dẫn đến những hậu quả rất là mệt mỏi trong tương lai. Những khu vực du lịch mới này thường nằm ở vùng ven các trung tâm du lịch lớn đã hiện hữu lâu đời, ví dụ như Sapa thì có Tà Phìn, Tà Văn, Đà Lạt thì có Bảo Lộc. Mục tiêu nhằm phát triển rộng hệ sinh thái du lịch cho cả một địa phương cũng như là giảm tải cho các trung tâm du lịch cũ đang còng mình gánh một lượng khách du lịch rất là lớn tăng lên hàng năm. Mà điều quan trọng nhất, khu vực nào còn hoang sơ thì giá bất động sản còn rẻ, dễ tiếp cận, chúng ta dễ gom được quỹ đất đẹp và diện tích lớn. Còn tiềm năng tăng giá thì vô cùng lớn trong tương lai. Quý vị có đồng ý với tôi, bất động sản nào thỏa mãn được cả 5 yếu tố trên thì tiềm năng, khả năng tăng giá của nó sẽ rất cao không? Hãy để lại ý kiến của bạn ở phần bình luận của video nhé.